Xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay quay cái video làm vệ sinh, lau cho con cho nó sạch sẽ. Bởi vì trong các quá trình con chó mẹ nuôi con ấy, thì có những cái ngày mà có thể là con chó mẹ nó sẽ kém ăn do thay đổi thời tiết, nhất là ở miền Bắc. Thành ra là có thể có những ngày chúng ta sẽ nấu cháo cho con mẹ ăn. Mà khi mà chúng ta nấu cháo cho con mẹ ăn hay là cho con mẹ ăn những cái đồ ăn mà nó mang tính chất dính thì nó liếm cho con chó con, nó sẽ bết bẩn cái con chó con. Và cái bẩn đấy thì nó có thể gây ra nấm hay là này kia ở chó con nếu mà vào những cái ngày trời nồm ẩm. Nên là và thêm một nữa là nếu mà chúng ta nuôi con chó nó gần thì chúng ta cũng muốn con chó của chúng ta nó sạch sẽ. Thì hôm nay mình làm cái video về cái vệ sinh cho bọn chó con này nhé. Đây là cô gái này là tương đối sạch, hôm qua lau sơ sơ một cái đầu rồi. Đây khăn giấy. Đây, khi vệ sinh thì như thế này thì chúng ta sẽ để ý cái con chó con này nó rất là hưởng thụ đấy, chứ nó không có ấy gì đâu. Yên, lau cho sạch cho nó biết hết đấy. Nào yên nào, yên. Hôm nay thì chó con tròn 1 tuần tuổi, chưa có mở mắt, ngáp suốt này, ngáp đánh trống lảng đấy. Rồi em khá là sạch sẽ. Xem nào. Ok. Lau xong giấy ướt thì lau giấy khô. Giấy khô thì lau sơ sơ là được, để cho con chó nó không bị ướt. Thì ngầu. Đây là một cô gái. Rồi, bước tiếp theo. Hot boy. Hot boy cũng khá là sạch sẽ. Vẫn dùng cái khăn trước rồi. Nếu mà con nào bẩn quá thì lúc đấy chúng ta thay khăn. Nào, yên nào. Trời, yên yên để lau nào. Ngoan chứ nhỉ. Nào. Đực này thì ở trên người bẩn hơn một cái một chút. Ok, xong nha. Hai con một cái khăn giấy. Lại lau khô. Rồi. Nào. Thanh niên ý kiến gì? Thanh niên ăn no quá, thanh niên đầy bụng. Thế thiên nhiên đang ngủ đấy. Rồi nào, tiếp theo trực tiếp. Ông này bẩn hơn, dùng cái khăn khác. Nào yên nào, yên để lau nào. Ngoan quá. Đã, nó đã biết nịnh rồi đấy. Nào, nào, ngoan nào. Ui trời, ngoan quá. Cứ lau cái là ngáp. Ngáp này là phê cho nên là ngáp ấy. Không phải là ấy đâu. Nào. Không ý kiến. Ý kiến thơm phát giả. Nào. Cái má của em hơi bẩn nè. Em có thích ở bẩn không? Để yên cho lau không? Rồi. Ok.
hôm nay người sạch này, người sạch chữ lau qua đi cho tí này, không thì nó bẩn. Không thì là gì, lấy tờ giấy khác cho em đây. Trời ơi, sắp xong rồi à, nó đang ngủ làm phiền nó nên nó đi kiếm đấy. Sạch mà chân thì lại bẩn. Là một cô gái đang ngủ này. Rồi. Để lau cho sạch nào. Hồi quá đi chứ. Nào, yên để lau cho sạch. Ừ đúng rồi. Rồi. Không, mới ăn xong vừa mới ngủ rồi cầm vào nó cái là nó tưởng là đến giờ ăn là nó sốt ruột. Ừ được rồi, yên để lau cho sạch rồi. Này cái chân bẩn quá này, cái chân của em này, ui xồi rồi. Cái chân của em sao lại bẩn thế này, mẹ liếm vào đúng không? Có phải không? Mà sao lại bẩn thế này? Ừ, để yên để lau cho sạch đi, không phải lăng nhăng. Rồi, cho nó đỡ bết lông. Yên nào. Chưa xong. Đau lắm hả? Lau này có đau lắm không? Trời ơi. Đây, sắp xong rồi đây. Úi dồi, ăn vạ. Không ăn vạ. Đây là chính là bà cái khó tính đấy. Bà cái khó tính mà nói nó chỉ có đè con khác thôi, chứ bất kỳ con nào mà đè vào nó là thôi cu ra không hư. Cu ra ở ngoài thôi. Cu ra. Không mở cửa ở ngoài, đang lau cho con cho nó sạch. Đấy chính là bà cái khó tính. Cô ra không ở ngoài thôi. Rồi đã xong. Nó là lúc trước là con nào mà chạm vào nó là nó ý kiến. Con nào mà động chạm vào nó là nó ý kiến. Mấy đứa sạch sẽ rồi lại rút ra đây à? Tên này bẩn lại tại sao lại rút ra đây? Con cái. Nào lấy giấy mới nha. Ừ đây, nào đây. Trộn. Được rồi. Yên à, để lau cho sạch đi này. Ui sợ bẩn như là gì này. Rồi. Trời ơi. Bẩn toa. Ở thế nào là bẩn toa đi thôi. Nào. Yên để lau cho sạch. Ok. Trời. Rồi. Hmm.
cái bụng của nó. Cần tỉ vào nó, có lẽ là nó tức bụng. Sắp xong. Rồi. Ok, nào. Kiến gì? Cái này ý em nằm này em phải có chút tê chân, kê chân thì em mới yên hả? Có phải không? Có phải nằm có chỗ kê cái chân thì mới yên không? Thôi cu ra ở bên ngoài thôi, cu ra không vào đây. Này, kê chân nè. Ok, xong. Không phải lằng nhằng. Rồi. Nào. Được. Không. Cu ra ở ngoài. Không phải lằng nhằng. Trời ơi, nhà cái con kêu sốt ruột này, nó tưởng là đói. Ừ. Yên nào, thôi cu ra vào đây, cu ra ngồi chỗ nào. Ui giời. Vào đây thì ngồi chỗ nào được cái chi. Hả? Nào, đang dở dàng mệt thì cu ra quá thì. Đây, thôi khoan từ từ. Nào, cu ra nằm xuống đây. Ngồi xuống.